Tôi phải nói là đây là cái cơ hội ngàn vàng cho chúng tôi. Xin được cảm ơn chị đã hỏi cái câu hỏi này. Khi tôi ra tranh cử cho nghị viên của thành phố Westminster, thậm chí tôi đã làm việc bao nhiêu năm trong cộng đồng, không có một cái gì hết. Nhưng chính vì không có một cái gì hết, họ không biết lấy cái gì và họ đã vu cáo cho tôi về cái chuyện đó. Bây giờ chúng ta phải hỏi rằng cái người mà làm việc chung với tôi, partner, tôi muốn người đó cùng với tôi để mà ra. Bởi vì khi mà anh không muốn làm nữa, anh đã bán cái phần của anh sang cho tôi và giấy tờ tôi có hết tất cả. Ngay từ giờ phút này, nếu mà tôi biết là có câu hỏi đó, tôi đã có giấy tờ ở đây để chứng minh cho quý vị. Và nếu mà trong trường hợp đó thì anh phải lên tiếng từ hồi đó. Tại sao anh không lên tiếng mà lại những người khác lên tiếng? Thưa với quý vị, đó là việc đánh phá chúng tôi khi chúng tôi ra tranh cử cho nghị viên thành phố. Trong 5 phút chúng tôi xin mượn nơi này để nói với quý vị. Anh Bùi Phát nói, ai là người dẹp cờ vàng? Chúng tôi xin thưa, tôi là người dẹp cờ vàng. Mặc dù xin lỗi tất cả quý vị, ai là người dẹp cờ máu? Xin thưa với quý vị, tôi là người dẹp cờ máu. Mặc dù xin lỗi quý vị, mặc dù chúng tôi không phải là người mà là chủ tịch của cộng đồng, chúng ở đây chúng tôi xin được thưa, có nhà báo Thanh Phong đã cover cho cái tờ báo đó. Chúng tôi có chị Nguyễn Ngân ở đây và chúng tôi có anh Đinh Quang Chuột. Với chúng tôi đã tới đó để giữ đó, nói chuyện với họ. Khi mà cái lá cờ máu được tô trên cái bức tường, chúng tôi đã tới xin phép họ và chính cá nhân chúng tôi đã lấy tay để xịt đi cái sơn đi cái lá cờ máu đó và thay vào đó lá cờ vàng ba sọc đỏ. Thưa quý vị, đó là cái chuyện. Có nhà báo Thanh Phong ở đây, chúng tôi còn tờ báo đó. Nếu quý vị muốn chứng minh, chúng tôi sẽ chứng minh. Điểm thứ ba, chúng ta phải nói tới cái lập trường quốc gia rất là quan trọng trong cái địa vị của chủ tịch cộng đồng. Chúng tôi xin được hỏi anh Bùi Phát, chúng tôi trong những ngày qua chúng tôi bị nhiều người gọi cho chúng tôi nói không lên Vietface TV. Chúng tôi, mặc dù chúng tôi không lên, mà đã bị những người gọi là nếu mà anh lên Vietface TV chúng tôi sẽ đánh anh. Chúng tôi nói chúng tôi có lên đâu mà nói. Chính anh Bùi Phát là người đi biểu tình Vietface. Mà tại sao liên danh của anh lại lên làm talk show trên Vietface? Xin trả lời cho chúng tôi biết. Xin được cảm ơn tất cả quý vị.